Hai chào các bạn nha, mình là Di. Thì lâu lắm rồi hai mình mới quay clip bạn, thì dạo này dịch bệnh quá không có đi đâu được. Này mới hết mấy cái chỉ thị mới đi nè. Nhưng mà nhớ đeo khẩu trang nha các bạn. Thì clip hôm nay mình đi mở sẽ đi vòng vòng đi tìm ná nữa các bạn. Lâu lắm rồi, cả năm mấy hai năm mà hai đứa chưa đi tìm ná đó. Thì nay hai thằng sẽ đi tìm ná rồi sẵn quay clip cho bạn coi. Rồi có đem theo hũ muối đâu à? Có hũ muối à. Là đi sẽ đi gọi là đủ nữa. Kém buồn lắm. Thì coi coi có cái trái cây gì không bẻ ăn luôn mà. Sẵn quay cho bạn coi luôn. Đó thì giờ mình với tao mở sẽ ok. Let's go. Đi. Quay nói chuyện đầu lên. Ô, đường này sao đấy? Sao nó quẹo á? Có đường tắt đây. Đấy, trong quẹo đường thắng này. Đường đó đi không được à các bạn ơi. Giờ mình sẽ đi ăn cá. Là chỗ mà lái chỗ mà để đựng thức ăn và xuôi nha các bạn. Đây là trường trường cấp 1. Đây các bạn, thì mình mới thấy cây này mà nó không có được đều. Nhắm này nhìn thẳng vô. Không có được đều cho nên mình không có chặt nha các bạn. Không có được đều, không được đẹp lắm. Thấy bạn, đó. Thì mình đang trong đề nha. Còn đẳng thì cái đất cao su cũng bị ngập hết rồi. Đó, các bạn thấy nước mênh mông. Trọng nhiều cá lắm. Trọng cá ở ngoài đây nè, nằm nè, xong nó tràn vô trọng nhiều lắm. Đó, thấy không, nước còn là đây là đê. Đó, thấy không, thấy cái đường không, cái đường này chắc bằng cái bánh xe à. Chạy té sao mặt mình bẻ được hai trỏi nè bạn. Thì lấy muối ăn luôn cho đi mở ăn. Cái hũ muối không đi càng quét có gì ăn không được hai trái ổi. Ổi ngon, ổi là ổi ổi xẻ, tới mình cho ăn ổi xẻ là ổi ta mọc quang, ổi dại ngoài á. Thì có mỗi khu nó kêu khác nhau, có khu thì kêu bằng ổi lộn kiếp. Thì đây người ta trồng bờ rào này bạn, đây cây nữa rất là nhiều nhưng mà con nhỏ chưa có trái. Còn cây đó có mấy trái mà nó còn non, bẻ được hai trái chua nên thì mở ăn. Mấy ổi này thì ngon lắm mà, thơm lắm, ổi lộn kiếp mà. Ok không mập? Ai vũ ok không? Hùng đâu, cây này xéo xẹo à. Đây nè bạn, cây này xéo xẹo à. Nãy giờ đi thì có mấy cây mà xéo xéo được không à, nên chưa có chặt được cây nào hết. Giờ mập ăn lẹ đi tiếp. Thì mình tí mở còn ngồi ăn ổi. Thì mình vừa phát hiện một cây nè bạn. Các bạn thấy không? Khá là đẹp luôn, khá là đều luôn á. Giờ mình sẽ chặt ở đây. Mình sẽ kêu mở quay cho mình. Đây. Mập, quay anh cho cô. Ăn xong chưa? Hụt, nó vẫn còn ăn. Hút kiếm ra coi. Giao thân thuộc lâu lắm mà không có đi xét nhạc hết các bạn.
quá ok luôn, một cây ok. Thì là cây lồng mứt nha bạn, cây lồng mứt là bán rất ok, nhẹ mà nó bền nữa. Cây thấy cây nạn cò ke, thì đây là cây cò ke nha các bạn. Cây này là mấy cây mà mình ưa bẻ trái chứ không thùng á, thì mình thấy nó có cây này lên nè, đó đầy con cây này. Đây còn cây nhỏ nữa, thì mình sẽ chặt cái bự nha, mình sẽ chặt cái bự về, còn cây nhỏ mình sẽ để cho nó lớn lên. Ây da, có cái lưới quá trời này mập. Cái chùm bao quá trời luôn nè bạn. Nhãn lồng nè. Này đây là nhãn lồng nè. Thì miền Tây người ta gọi là nhãn lồng mà. Bị chế chín nha. Còn này là sâu. Ủa. Này mấy trái này nè bạn. Đó, thế nè, để ăn cái ruột ở trong nó chua chua ngon lắm. Chúng mình kêu bằng quả lưới. Rồi có chỗ kêu bằng chùm bao. Rồi bên đây kêu bằng nhãn lồng. Này thì bạn có ăn được quả nha bạn nè. Ăn được quả luôn. Rồi đọt nữa nè, đọt nữa nè, về luộc ăn, nhúng lẩu ăn cũng ngon lắm nha bạn. Ăn này giải khát được á, chua chua giải khát. Dạ, giờ mình sẽ đi chặt cái nạn đi. Xe tới luôn. Đó các bạn, đây cái nạn này các bạn. Ok ok. Nè các bạn, thì cái nạn mới chặt lại cây coca là cây này nè các bạn. Nè, từng trái nữa nè các bạn. Thì cái trái này mình thường chở ống thục nè. Đó, bạn là có coi kênh mình đó thì sẽ xem mình làm ống thục đó là bằng trái này. Trái này người ta có thể để cho chín ăn cũng được các bạn, không phải ngâm rượu cũng được luôn nha. Còn mình thì mình chỉ dùng mấy trái sống này nè, để mình làm ống thục mình bắn. Cây này là làm thuốc nha các bạn, cây cò ke nè. Người ta sẽ dùng trái nó là người ta sẽ ngâm rượu người ta uống, không thấy là người ta để cho chín người ta ăn luôn được luôn nha các bạn. Thì cây này ăn được nha, trái này là trái chín ăn được nha. Thì cái này cây cò ke thì cái nạn nó bắn rất là ok, nó gọi là nó nhẹ mà nó đậm luôn, cái sớ thịt nó chắc, cho nên sẽ rất là nhiều người thích. Nhưng mà cái tỷ lệ mà ra nạn đẹp của nó rất là hiếm. Thì như đây cái cây này có mấy cây nè, nhưng mà nó không có đều, thấy không? Tỷ lệ ra nạn ngay của nó rất là hiếm. Đó, ở đây cũng có một cây nữa nè, mà nó không có đều. Nó cái bự cây nhỏ, nó không có đều được. Thì chơi thì chịu khó uống hay là giót thì được, nhưng mà tỷ lệ mà ra nạn đẹp của nó thì không có nhiều nha các bạn. Ok. Cây này không có nạn các bạn ơi, mà có ổi. Có nạn mà có ổi nha các bạn. Ở trong bụi thôi. Lần lại chú ý bẻ ổi chứ không có chặt nạn nha. Trời ơi. Đồ bo các bạn. Cái kia trắng. Nào đâu. Đó. Này ha. Ừ. Kể trên đọt đây nè. Đâu. Nè. Cầu ôm nó lục dây. Cầu ôm nè các bạn. Thấy không?
mà túi kiến lửa cắn quá. Cái này nè, hỏi em bạn bên trái này vàng hết rồi. Cây này thì già rồi, nó không có nặng rồi, nhưng mà được có một cái nó có ổi. Ổi chua là nó trắng nè, ăn ngon lắm. Con đã hơi tội được cá khá rồi, để được như đây hỏi là đủ bo. Đây đây các bạn, thì mình với Tiên Mở đang đục mưa, bạn Tiên Mở nè đang đục mưa ở nghĩa địa, thì nó mưa quá trời, mới mưa ngang nè, ướt nhẹp nè. Thì đục mưa, mới đục mưa xong giờ chờ cho bớt bớt mưa, mình đi thì mở sẽ đi đường vòng ra ngoài đó, đi xuống dưới mé đó đó là đi về. Bữa nay đi tìm được 2 cây là chắc đi về luôn, trận mưa à, 2 cây bây giờ đang đục mưa. Mới đục mưa là mới cái mã này, mã ngoài mình mới ở đây đục mưa nè, chờ bớt bớt mình về thôi. Mưa quá, xe bỏ ngoài đó luôn, chạy ngang bỏ xe đó chạy đây luôn. Mai đi về tới nhà rồi, bỏ 2 nàng trống giờ lấy bánh ổi ra. Trong mức ra à, ổi khỏi chê. Bãi ơi, ổi nè. Có được cướp xe nè, hay còn cái kìa. Chui ra đây trong cái xe, không phải đi kiếm nạn, kiếm nạn thành ra thành kiếm ổi luôn. Đây đột mà kiếm nạn thành kiếm ổi. Các bạn thì mình về rồi, nhưng mà trời mưa ướt nhẹp mà rác nó cũng ướt, nó không có đốt được, thì về mà không có uống được, thì cái này mình treo đó, ngày mai trời khô mình sẽ uống cho bạn coi. Còn bây giờ mình cũng xin kết thúc clip ở đây luôn, đem 2 cái ná này mình treo đó rồi mai uống. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip mình nha. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Chào tạm biệt, hẹn lại bạn ở các clip tiếp theo nha. Ok, bye.